Vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép công bố 8 sắc lệnh của Thánh Bộ Phong Thánh. Trong các phép lạ được nhìn nhận nơi các sắc lệnh này, có phép lạ của chân phước Charles de Foucault. Dưới đây là chuyện kể của phép lạ ấy xảy ra ở Savon, Bỉ vào tháng 11 năm 2016. Câu chuyện khó tin về phép lạ của chân phước Charles de Foucault. Vào thứ Tư, 30 tháng 11 năm 2016, áp lễ ngày giỗ 100 năm Charles de Foucault. Một đội ngũ công nhân của xí nghiệp Asselin, chuyên trùng tu các di tích và các tòa nhà lịch sử, đang làm việc trên sườn nhà nguyện của trường đại học San Luis ở Sanmun. Trong số các chuyên viên ngành mộc hiện diện trong ngày hôm ấy, có Charlie, một thợ mộc trẻ 21 tuổi, đang lao động ở giữa vòm ngôi nhà và sườn nhà. Vào lúc 16:30, một tai nạn dữ dội hiếm có đã xảy ra. Trong một thái độ hấp tấp, anh thợ trẻ bước chân đố qua đường an toàn và đạp lên vòm nhà nguyện. Dưới sức nặng của anh, vòm nhà nguyện bỗng sụp đổ. Chandler rơi từ trên cao 15m50 xuống, nằm sấp trên một băng ghế nhà thờ. Một mảnh gỗ đâm thủng từ bụng lên đến dưới tim anh. Thật là khủng khiếp, ông François Asselin, chủ xí nghiệp đã thổ lộ. Chưa bao giờ xảy ra một tai nạn rùng rợn đến như thế. Khi ấy, người ta đã tưởng anh chết rồi, nhưng điều chưa từng nghe sắp xảy ra. Anh mặt trẻ đứng dậy và mảnh gỗ đâm thâu từ đầu này qua đầu kia. Còn kỳ lạ hơn nữa, anh bước đi khoảng 50 mét, gặp nhân viên của trường và báo cho họ một vấn đề vừa xảy ra. Sửng sốt khi nhìn thấy hiện tượng này, các nhân viên gọi những người cứu nạn đến bằng trực thăng, nhưng không thể đem anh lên trực thăng được vì mảnh gỗ kỳ lạ đâm thâu qua người anh. Do đó, phải đưa anh đến Anget bằng xe cứu thương. Vẫn còn 45 phút để mọi việc có thể hy vọng được cứu. Tôi cho rằng không thể qua khỏi. Tôi được báo cho biết sự việc khoảng 1 giờ 30 phút sau tai nạn, nhưng tôi không biết gì về tình trạng của anh ấy. Tôi chỉ biết sự việc xảy ra, một cú rơi xuống khủng khiếp. Đối với tôi, anh không thể qua khỏi. Ông François Asselin giải thích. Lúc ấy, ông chủ xí nghiệp của 130 nhân công này đang ở Paris. Trước nỗi lo âu hãi hùng, ông chủ xí nghiệp ấy chỉ có một suy nghĩ, phải cầu nguyện. Cùng người vợ, ông gọi điện cho huynh đoàn Đức Mẹ Nữ Vương Vô Nhiễm mà hai ông bà rất gần gũi, cùng với giáo xứ Sa Môn của ông. Giáo xứ được thành lập năm 2012 mang tên cha Charles de Foucault. Cha xứ Vincent Attavit kể lại. Sự trùng hợp thật đáng ngạc nhiên. Khi ông François Asselin liên hệ với tôi để báo cho tôi biết tai nạn, chúng tôi đang trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Charles de Foucault. Thật vậy, ngày hôm sau, thứ Năm ngày 1 tháng 12 năm 2016, đánh dấu 100 năm ngày qua đời của Charlie trong cả một năm, giáo dân trong giáo xứ đặc biệt cầu cho cha Charlie, đã được phong chân phước vào năm 2005, có thể được phong thánh vào một ngày nào đó. Chính trong bối cảnh ấy, vào lúc kết thúc tuần kiều nhật chuẩn bị mừng lễ bổn mạng giáo xứ, thì tai nạn xảy đến. Mẹ của Charlie báo tin vào lúc sáng sớm. Mạng lưới cầu nguyện được huy động và đã có hàng trăm người cầu xin chân phước Charlie de Foucault cầu bầu cho anh bạn trẻ Charlie. Cha Adura, thỉnh nguyện viên án phong thánh, ghi lại trong tổ tục phong thánh. Lúc ấy tức khắc biết bao nhiêu lời kêu xin của tập thể dâng lên cha Charlie de Foucault. Nhiều giờ trôi qua, ông François Asselin gọi cho bệnh viện, nhưng không nhận được tin tức nào. Ông thuật lại với giọng nói đầy xúc động. Những đêm ấy mới ngắn làm sao. Cuối cùng vào sáng sớm, mẹ của Charlie đã gọi cho ông. 9 tháng rồi, cuộc phẫu thuật để lấy mảnh gỗ ra đã thành công. Con trai bà đã được cứu sống, không một bộ phận cơ thể quan trọng nào của Charlie bị hư hại. Ông chủ của Charlie vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông nói. Thật phi thường. 3 hôm sau, tôi đã có thể đến thăm anh và trao đổi với anh như tôi đang nói với bà đây. Anh không phải xin lỗi, anh đã được cứu sống. Trong phòng bệnh viện ấy, một biến cố khác đã làm cho ông chủ xí nghiệp hết sức cảm động.
ông chủ tịch của liên đoàn các xí nghiệp lớn và trung bình, kể lại. Khi tôi đến gặp anh lên tiếng xin lỗi tôi. Xin lỗi vì hấp tấp đã gây nên nhiều rắc rối. Tôi bỡ ngỡ, tôi đã phải trả lại anh. Không, anh không phải xin lỗi đâu. Anh đã được cứu sống rồi. Tiếp tục nói chuyện với Charlie và người mẹ, ông François Asselin rất xúc động vì biến cố này, đã tự mình thuật lại cho họ nghe về cuộc vận động rất lớn để cầu nguyện cho người thợ trẻ này. Và vì thế, ông cũng nói với họ về chân phước Charlie đã vô cầu mà họ không biết gì về cuộc đời của ngài. Ông còn tặng cho họ hình ảnh để họ cầu nguyện với chân phước người Pháp này. Charlie không phải là Kitô hữu, nhưng chấp nhận để cho trường hợp của mình được giáo hội cứu xét. 2 tháng sau, Charlie đã trở về làm việc. Anh không bị một di chứng nào của tai nạn. Đối với nhiều Kitô hữu đã theo dõi sự việc, không còn chút nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một phép lạ, một ánh mắt của Thiên Chúa trong năm thánh này. Sau lễ hội, ông François Asselin quyết định khơi dậy sự kiện. Rất khó chôn giấu sự kiện này. Tôi biết, có lẽ chúng ta đã đi qua một hành trình khác rất dài và vất vả. Nhưng nếu biến cố này thật sự có liên quan đến cha Charlie đập vào cầu, thì tôi cảm thấy không có quyền để nó trôi đi. Biến cố này không thuộc về chúng ta. Nó vượt quá tất cả chúng ta. Charlie không phải là một Kitô hữu, nhưng không chống đối khi trường hợp của anh được giáo hội cứu xét. Cha xứ Vincent Attarit giải thích. Phép lạ này chỉ có thể được nhìn nhận khi từ đầu Charlie chấp nhận cho người ta nói về anh và các nhân viên được xem xét hồ sơ y tế của anh. Charlie không nói đến phép lạ, nhưng anh biết rõ rằng anh đã được cứu sống bởi một điều gì đó vượt quá trí hiểu của anh. Cha xứ của giáo xứ Samuel lại thấy ở đó có một dấu chỉ. Khi ta biết đời sống của cha Charlie de Foucault, thì thật là ngạc nhiên khi thấy phép lạ được cho là do ngài lại liên quan đến một người không có đức tin Kitô giáo. Điều đó vang dội lại ước mong truyền giáo của ngài là đi loan báo tin mừng cho những người không biết Chúa. Đối với chúng ta, ngài đã là thánh rồi. Với sự đồng ý của Charlie, thủ tục phong thánh đang bắt đầu được tiến hành. Đức giám mục ở Taman Raset, nơi cha Charlie đã phong cao chết, đã bắt liên hệ. Ngài chuyển thông tin cho vị tình nguyện viên án phong thánh. Tiếp theo, Đức cha Damas, giám mục của Agen, đã vào cuộc điều tra cấp giáo phận trước khi chuyển hồ sơ về Roma vào năm 2019. Và vì thế, vào thứ Ba 26 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh cha Francisco cho phép công bố 8 sắc lệnh của Thánh Bộ Án Phong Thánh. Trong đó, những phép lạ được nhìn nhận có phép lạ của chân phước Charlie de Foucault. Đối với các Kitô hữu, Charlie rất hạnh phúc vì phép lạ được nhìn nhận. Cha xứ cho biết, trong xí nghiệp Asselin, niềm vui cũng tràn ngập. Ông François Asselin vui mừng nói, tôi không biết phải nói sao với các anh, trong số 130 công nhân có bao nhiêu người tin vào Thiên Chúa, nhưng tin tức này đã làm nổi lên biết bao phấn khởi. Để mừng lễ phong thánh, chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức cái gì đó để có thể hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nghĩ rằng ngay bây giờ, sẽ có nhiều người đáp lại lời mời này. Chúng ta chưa biết ngày phong thánh của chân phước Charlie đã phong cầu. Cơn khủng hoảng đại dịch chưa cho phép nghĩ đến những cuộc tập họp đông đúc ở quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta còn phải đợi đến bao lâu nữa? Đối với chúng ta, ngài đã là thánh rồi. Cha Attarit tươi cười nói, ngài xác quyết rằng ánh sáng phi thường của chân phước người Pháp này hẳn sẽ quy tụ hàng chục ngàn người trên toàn thế giới. Buồn biết mấy nếu phải cử hành âm thầm, kín đáo. Theo Huguet Lefebvre, linh mục Francisco Lê Văn Ngạc chuyển ngữ. Nguồn bài viết Tổng giáo phận Sài Gòn.net ngày 19 tháng 6 năm 2020. Người thực hiện Kiên Quyến. Các bạn nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để lan tỏa tới mọi người. Bình an ở cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày thật an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.